chung tay cùng với chính quyền một số địa phương phòng chống dịch bệnh. Vào ngày hôm nay, VP Bank đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng. VP Bank đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho các cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ của thành phố Đà Nẵng. Ngân hàng VP Bank cũng đóng góp các trang thiết bị y tế hiện đại nhất với tổng trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Cũng trong chiều nay, đại diện tập đoàn Doji và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã trao tặng 4.600 bộ kit xét nghiệm COVID-19 trị giá 2 tỷ đồng cho đại diện UBND tỉnh Quảng Nam.